Xin chào cô chú anh chị nhà đầu tư. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Bình Hòa Tây, thuộc về huyện Mộc Hóa Mới, tỉnh Long An nha. Thì chủ gửi em bán một thửa đất thì có tổng diện tích đó là được là 270 công, tức là 27 mẫu nha. Thì đất mình ở đây nằm trong diện là đê bao khép kín nha, đê bao sẽ làm 3 vụ luôn. Thì đất mình ở đây là trồng lúa rất là tốt luôn cô chú anh chị. Thì đất mình ở đây nó có hai khuôn. Thì cái khuôn đầu tiên là tiếp giáp từ cái trụ điện từ cái bờ đó qua tới cái bờ gần đây, thì mặt tiền tiếp giáp theo lộ lá xanh này được 250 m nha. Thì mặt tiền này thì xe 7 tấn là đi vi vu luôn. Trước đất mình có tiếp giáp theo con kênh thì ghe lúa khoảng 100 tấn là mình đi thoải mái đó cô chú anh chị. Còn đối diện bên sông bên kia là cũng là con lộ lá xanh, cũng ô tô đi được nha. Thì cái tiện ích đất mình ở đây là có điện có nước đầy đủ luôn, điện lớn nha. Còn cái hậu á, là chạy dài vô thì từ cái lộ đá xanh này là vô tới cái bờ ngang ngay lùm cây đó là được 200 m nha. Thì nó sẽ là bung ra và nó vuông nhất luôn. Bung ra thì tầm khoảng là hơn 400 m nha, thì bung ra là rất là vuông luôn. Còn cái bờ ở đây là chỉ đi thẳng lên thôi, đi thẳng lên và đi ngang qua. Thì lô đất mình hình thức là nó đá theo cái kiểu L nha, đá theo kiểu L nhưng rất là vuông, rất là đẹp đó cô chú anh chị. Thì khu vực này ở đây là trồng vườn rất là nhiều luôn, đặc biệt hơn ở đây là trồng sầu riêng rất là đạt luôn đó cô chú anh chị. Thì cách cái lô đất mình ở đây tầm khoảng 500 m thôi, có vườn sầu riêng, trồng cam, trồng chanh, trồng bưởi rất là nhiều luôn. Thì cái diện đất này ở đây là nhà nước quy hoạch toàn thể cái diện này ở đây là mình lên được lên là cây lâu năm, được lên đất vườn lên full đất vườn hết đó cô chú anh chị. Thì như cô chú anh chị mình mà có nhu cầu làm vườn đó, mình cứ về đây mình tham khảo cái thửa đất này nha. Lô này rất là thích hợp để cô chú anh chị mình làm vườn luôn. Thì đất là rất là đẹp, trồng vườn là rất là trúng luôn, rất là phát triển. Thì trên phần đất này ở đây chủ có đào ba cái đường nước thông từ ngoài kinh lên, dẫn nước trực tiếp lên để làm ruộng đó. Thì cái ống bọng lớn nhất là ở đây, thì ở đây chủ có hạ điện xuống để làm cái trạm bơm nhỏ để sử dụng bằng ruộng đó cô chú anh chị. Chủ cũng đã đầu tư. Thì cô chú anh chị mình về đây mình mua mình sở hữu thì điện đã có sẵn luôn rồi, mình chỉ tiến hành vô mình đầu tư để mình làm vườn thôi. Như cô chú anh chị mình không có làm vườn thì mình ở để lại mình làm lúa thì cũng rất là ngon. Đường nước đường bơm là hẳn hồi, đất thì rất là đẹp, đường xá ở đây rất là sáng sủa luôn, lộ đá xanh. Từ đây ra tới quốc lộ 62 thì tầm khoảng là 5 km nha, và ra tới trung tâm thị xã Kiến Tường thì tầm khoảng chưa được 10 km nha cô chú anh chị, rất là gần. Từ thành phố Tân An mà lên tới đây thì tầm khoảng là 70 km nha, là mình đi hướng từ quốc lộ 62 vô. Hướng này là mình đi lên quốc lộ 62 và ra ngay khu công nghiệp Bình Hiệp luôn. Còn hướng ngược lại là mình đi về tới thành phố Hồ Chí Minh được luôn đó cô chú anh chị. Từ đây mà mình về tới thành phố Hồ Chí Minh thì tầm khoảng 60 đến 70 cây nha. Mình đi đường từ tỉnh Lộ 10, mình đi vòng qua bên Đức Hòa, Đức Huệ, qua Bình Thành, là mình đi tắt từ tuyến đường biên giới đó mình qua đây nha. Thì đất mình ở đây là xa biên giới nha cô chú anh chị, mình chỉ đi tắt ngang đường biên giới thôi. Thì chủ bán cái thửa đất này thì giá rất là rẻ luôn, điện nước đầy đủ, lộ đá xanh, ô tô di du luôn, đất thì được chuyển mục đích đó là đất vườn, full đất vườn luôn. Thì giá thì chủ bán là chỉ hơn 80 thôi nha. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu quan tâm á đến thửa đất này thì cứ liên hệ với em. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cho cô chú anh chị mình, vị trí đường đi, mình gặp chủ, mình thương lượng giá với họ nha. Thì giá cả bên em thì gặp ngay chính chủ và cô chú anh chị mình thương lượng nha. Muốn thương lượng giá nào với chủ em cũng dẫn cho cô chú anh chị mình gặp hết, miễn làm sao là chủ bán cho cô chú anh chị mình là được rồi. Thì mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình quan tâm thì xin liên hệ với em qua số điện thoại là 0949 394 622 nha. Thì sau khi em kết thúc clip em sẽ để một cái vệ tinh tổng thể của thửa đất mình lên cho cô chú anh chị mình tham khảo nha.